Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: "Ông Giêsu Na-za-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Những ngày cuối năm, chúng ta thường có những tục lệ dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng trước sân, hoặc là rửa lau lại bàn thờ trong gia đình của chúng ta, để rồi chúng ta chuẩn bị đón những điều mới mẻ của năm mới. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, đó là tình yêu và sự bình an. Nhưng bài tin mừng hôm nay gợi mở cho chúng ta những điều rất quan trọng trong đời sống đức tin. Đó là chúng ta hãy chuẩn bị gia đình thật tươm tất để đón mời Chúa làm mùa xuân, là hạnh phúc đích thực đến với gia đình chúng ta. Mà Chúa hiện diện thì sẽ không có những cái dấu vết của sự ô nhơ, của uế tạp ở trong gia đình. Dấu vết đó có thể là những suy nghĩ tiêu cực, bất trung bất tín, hoặc là những suy nghĩ về sự bất hòa, nghi kỵ, không sẵn sàng thông cảm, nâng đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong gia đình của mình, hay là trong những mối tương quan của mình với mọi người. Những cái tư tưởng đó được xem là không trong sáng và không phù hợp với tâm tình của những người đón chào mùa xuân ở trong chính sự hiện diện của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng để cho những cái sự ô nhiễm khác được đẩy lùi khi chúng ta có một cách sống đầy ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đó là sự ô nhiễm môi trường. Chúng ta biết mình trong những cuộc vui chơi và những lễ hội thường có những nguy cơ xả rác rất lớn, và người ta sẽ không quan tâm đến chuyện gìn giữ sự sạch đẹp của những nơi công cộng. Chúng ta hãy ý thức việc này để chính chúng ta làm cho môi trường luôn tươi xanh sạch đẹp và gọn gàng đẹp mắt, đồng thời cũng nhắc nhở những người đến chung vui hội họp hoặc là gặp gỡ chúng ta cũng biết ý thức những điều tốt đẹp này để xây dựng một bầu khí, môi trường trong lành và ích lợi cho sức khỏe của con người. Chúng ta cũng cùng xây dựng một bầu khí xã hội bình an khi chúng ta nói với nhau những điều tốt đẹp, là những điều người Việt Nam thường cố gắng nhắc bảo nhau, gợi lên trong những ngày chuẩn bị đón xuân và đầu xuân. Chúng ta không nói những lời làm phiền lòng nhau,
làm cho người ta phải lo lắng, âu sầu hoặc hoang mang trong cuộc sống. Chúng ta hãy nói những lời đem sự an ủi, bình an, tin yêu để cho anh chị em của chúng ta thực sự được sống ở trong chính sự hiện diện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong bài tin mừng đã hiện diện như vậy. Chúa đến để nói những lời đem lại sự sống mới, đem lại sự sống lành mạnh, tươi vui, yêu thương và đẩy lùi những ô uế bên trong và bên ngoài con người. Thì chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để có thể gột rửa cuộc đời, lời nói và thân tâm của mình khỏi những uế tạp không phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa.